What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với Boss Gear. Hôm nay mình lại tiếp tục đi review một em bàn phím cơ mới. Và nhìn cái vỏ ngoài các bạn cũng đoán được đây là chiếc bàn phím cơ gì rồi. Và nó chính là chiếc bàn phím cơ Zero. À không không không, không phải phiên bản Zero mà phiên bản cũ đâu. Mà đây là phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới với đèn LED RGB cực kỳ ngon lành. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem xung quanh trước. Có gì cái hộp của nó thì chả có gì khác, một cái hộp giấy rất là đơn giản, không có gì nhiều. Vậy mình sẽ đi vào mở hộp luôn nhé. Let's go. Như các bạn đã thấy thì phía bên ngoài vỏ hộp của con Zero Gaming eSports Gaming Gear này thì nó không có gì đặc biệt cả, chỉ là một cái hộp giấy đó, và nó khá là to, hơi nặng một chút thôi chứ không có nặng. Bây giờ mình sẽ cùng bóc hộp nó ra nhé. Đó, như các bạn đã thấy thì chiếc bàn phím đã được bóc hộp và bên trong là một chiếc bàn phím cơ Zero như thế này. Ngoài ra thì nó còn có sách hướng dẫn sử dụng và tặng kèm thêm một cái nhổ keycap khá là xinh xinh như thế này. Cái này nếu như các bạn chưa biết sử dụng thì rất là đơn giản thôi, dùng để cắm vào đây và sau đó nhấc lên để nhấc cái keycap của nó ra mà thôi. Đó, không có gì đặc biệt cả. Thì cái này dùng để nhổ cho nó đỡ đau tay và cũng như thao tác rất là nhanh hơn, nó bỏ qua một bên. Rồi, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chiếc bàn phím cơ Zero RGB. Đây là một phiên bản nâng cấp rất là đáng chú ý của con bàn phím cơ Zero trước đây. Trước đây thì mình đã có review phiên bản bàn phím cơ Zero TKL cũng như là full size rồi. Rất tiếc thì con này nó được nâng cấp nhưng mà lại chỉ có phiên bản Blue Switch thôi. Còn những phiên bản Red và Black hay Brown thì không có xuất hiện, chỉ có phiên bản Blue thôi. Đầu tiên chúng ta nhìn sơ qua về cái thiết kế bên ngoài. Vẫn là một cái thiết kế khá là vuông vắng. Mặt trên vẫn là một chiếc lớp kim loại. Nhìn rất là đẹp, sáng bóng như thế này. Năm nay thì Zero nó sẽ không có khắc bất kỳ cái tên thương hiệu Zero nào ở trên đây cả. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy những cái con ốc lồi lên như thế này khá là mất thẩm mỹ. Và cái dải đèn LED ở trên đây sẽ là một cái dải màu đen và còn sẽ có những cái đèn màu vàng nổi trên phía này. Đây là những cái đèn LED đèn báo như Numlock hay là Caplock cũng như là khóa Windows phía bên này. Đó, cũng rất là đẹp. Và đây là phiên bản full size nên nó sẽ có đầy đủ các phím và một cái layout chuẩn, là một cái layout mà có thể chơi được mọi loại cây cáp trên thị trường hiện nay. Rất là dễ sử dụng. Về cái keycap của em này thì vẫn được làm double shot thì nó sẽ không bao giờ bị mòn theo thời gian, mặc dù cái lớp nhựa phủ bên trong nó không được làm tràn ra ngoài, không cao cấp những con bàn phím khác, tại vì cái đây là thuộc dạng bàn phím giá rẻ mà không phải là thuộc dạng phím cao cấp. Chúng ta sẽ sang về mặt sau của chiếc bàn phím này. Ở sau này chúng ta thì mới nhìn thấy cái thương hiệu Zero ở đây, và nó có thêm cả hai cái lẫy. Và tuy nhiên thì cái lẫy này thì nó lại không được bọc cao su ở cái đế này, cho nên sẽ có sự trơn trượt nếu như mà cái bàn của bạn khá là trơn. Sẽ có hai cái tấm lớp cao su lớn vì đây để cố định. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái lỗ màu đen, thì cái lỗ này nhỏ này chính là cái lỗ để thoát nước nếu mà chọn phòng cho trường hợp mình nước vô. Tuy nhiên thì nó không phải là thuộc dạng những chiếc bàn phím cơ chống nước hoàn toàn như những con của mình đã từng giới thiệu. Về dây cáp của em này thì sao? Dây cáp của em này thì vẫn được bọc dù rất là chắc chắn, nhìn cũng khá là cao cấp. Với lại nó sẽ cung cấp cho chúng ta thêm một cái đầu chống nhiễu nữa. Tuy nhiên thì cái đầu cổng USB của em này thì lại không được màu vàng mà là cầu dụng cổng USB bình thường mà thôi. Và nó không sẽ có cho kèm một cái bịt luôn. Cáp cũng khá là dày và dài, chắc khoảng tầm 1,8m. Đi sâu về thêm chức năng của em này thì em này đang sở hữu đèn LED RGB, đồng thời là sử dụng Blue Switch của chính hàng Zero này sản xuất luôn. Về Blue Switch thì các bạn biết rồi đấy, nó sẽ gõ có tiếng clicky, nghe khá là vui tai. Tí nữa mình sẽ thử cái cảm giác gõ cũng như là âm thanh của em này. Mình có một cái điểm rất là thích ở những cái dòng bàn phím của Zero, đó chính là cái phông chữ của nó. Phông chữ của nó khá là nhỏ nhắn và xinh xắn, nói chung nhìn rất là ưa mắt, không có quá bị rối cũng như là không có quá to, nhìn thô như những là cái con bàn phím tàu khác. Và chúng ta sẽ thấy ở đây có rất là nhiều các cái phím ký tự, đặc biệt thì ở đây chính là cái phần multimedia, những cái phím phụ chức năng FN của nó đấy, và các cái ký hiệu để chỉnh LED. Chúng ta sẽ có CM1, CM3 và CM4, CM5 ở đây. Thì đây chính là những cái phím mà mình có thể gán nút, tức là tùy chỉnh đèn LED ở các cái CM này.
Thì mỗi cái mình sẽ được tùy chỉnh tùy theo ý thích của mình, đèn nút nào sáng hoặc là nút nào tắt. Thế nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn khi mình bật led. Và nói chung lại thì con này nó có cái hình dáng bên ngoài cũng như là cấu tạo switch và dây cáp khá là giống với lại cái phiên bản đời trước, tức là phiên bản Zero bình thường á, led Rainbow á, chỉ trừ là có cái thay vì cái giỏ led ở đây thôi, thay cái chữ Zero thì là cái giỏ led ở đây, cũng khá là đẹp. Và cái thiết kế của nó thì ưu tiên nó cái phần nhỏ gọn, cái viền này nó bám xung quanh cái bàn phím này luôn, tức là nó không có bị thừa ra nhiều để cho có cảm giác cực kỳ gọn gàng. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần thay đổi lớn nhất của con bàn phím này so với phiên bản trước, đó là phần LED RGB của em này. Ok, mình sau khi mình đã tắt hết đèn LED trong phòng đi và bật là LED của em này lên, thì phải nói là cái độ sáng của em này khá là tốt. Nói chung nó sẽ sáng hơn rất rất là nhiều so với những chiếc bàn phím cơ Zero trước đây, cũng như là một số cái bàn phím cơ tàu khác của bên Trung Quốc. Thì cái bàn phím này mình thấy cái độ sáng của nó quá ổn. Cũng là một phần do cái keycap của nó nhỏ, cho nên các bạn sẽ thấy nó sẽ bị hạn chế bớt để mình chuyển sang một số chế độ khác. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem sơ qua những cái phần thao tác để chuyển đổi các cái chế độ LED của em này. Thì đầu tiên để chuyển đổi các chế độ LED cơ bản thì chúng ta sẽ ấn FN và F9. Đó, các bạn có thể thấy đây. Đây là một cái chế độ khá là tèo, khi mà nó sẽ sáng nhưng mà lại sáng tất cả các phím nhưng mà lại theo kiểu cầu vồng, tức là rainbow á. Tất nhiên mình cũng có thể đổi được màu LED bằng cách ấn FN và nút xuống hoặc là nút lên để mình đổi màu LED. Đây là cái chế độ sáng một màu mặc định. Đó. Ấn xuống và ấn lên. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đó, cũng như tương tự như vậy thì mình có thể đổi các chế độ khác cũng đều là thành một màu được hết. Đó, chế độ này là chế độ sáng lần lượt từng màu này, chớp tắt này, đó, và rainbow vân vân, đấy, bấm tỏa này rất là nhiều. Thì cái này nó có rất là nhiều chế độ LED, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem video về các chế độ LED của em này. Ngoài ra thì để mà tăng giảm độ sáng thì chúng ta ấn FN cộng P down hoặc là P up để tăng giảm độ sáng như thế này. Khi nào maximum nó sẽ có báo ở phía bên đây. Rồi chúng ta có thể là mình ấn FN 1 đến 5, tức là như mình nói ngay ban đầu, để mà chỉnh các cái chế độ tự động mình tùy chỉnh được cái đèn LED, hoặc là ấn FN cộng để tăng tốc độ chạy LED, hoặc để FN trừ để giảm tốc độ chạy LED như thế này. Như thế này là maximum, tức là chạy nhanh nhất rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử một cái chế độ đó là FN1 nhé. FN1 thì hiện tại đang có sáng là ASD và W. Thì để mình thay đổi thì mình chỉ ấn FN cộng với lại nút ESC. Đó. Khi nào mà các cái nút Caps Lock, Window hoặc là Slot này nó nháy 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 á, thì có để lúc đó là mình đã lập trình được. Và mình ấn nút nào thì nó sẽ tự động sáng nút đó luôn. Và mỗi lần mình ấn thì nó sẽ tắt và nó sẽ sáng và nó sẽ thay đổi lần lượt các màu cho mình chọn, ví dụ như vậy. Rất là đơn giản thôi đúng không? Đấy. Sau khi mình thay đổi xong rồi thì mình ấn FN và nút ESC lần nữa để nó lưu lại. Thì sau này nếu mình chuyển sang FN2 quay lại FN1 thì đó, các bạn đã thấy là cái chế độ hồi nãy mình đã lưu ở đây đã xuất hiện lại. Thôi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tất cả các chế độ LED của em này nhé. One, two, one, 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 one, two, one,
Ok, sau khi các bạn đã xem tất cả các cái chế độ đèn LED của MG Hero RGB này, phải nói là nó có những cái chế độ cực kỳ đẹp và LED nó cũng rất là mượt mà, không hề giống như những cái con bàn phím cùi cùi khác. Tuy là LED RGB nhưng mà cái chế độ LED nó không được mượt cho lắm, điển hình như là cái con Geyser GS2, phải nói là cái chế độ của nó rất là đùn, mình không hiểu vì sao nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái trải nghiệm về cảm giác gõ của em này. Thì em này đang sử dụng Blue thì chắc chắn nó sẽ có tiếng clicky. Mình sẽ gõ thử cho các bạn coi nhé. Đó, các bạn có thấy tiếng gõ của nó không? Tuy là Blue nhưng tiếng gõ của nó phát ra không quá to. Và cái lực nhấn của em này thì mình có cảm giác như là nó không có thuộc dạng là quá nặng, giống như những cái con Blue Switch khác, nó khá là nhẹ, không có to như những con Switch đến từ Kai hoặc là Long Hua hay là Otemu. Cho nên các bạn phải cân nhắc trước khi mà mình sử dụng con này. Một là các bạn ưu tiên gõ nhẹ nhàng và tiếng nó thanh thoát. Hai là các bạn thích kiểu gõ đầm tay và nghe tiếng khá là đanh. Rồi, sau khi mình đã review xong cho các anh em chi tiết về em bàn phím Zero RGB này, thì các bạn thấy sao về chiếc bàn phím chỉ có trong tầm giá dưới 800 ngàn mà đã có đèn LED RGB rồi, khá là ngon. Blue Switch cũng như là có rất nhiều chế độ đèn LED cực đẹp. Và thiết kế của nó thì không có gì phải bàn cãi hết. Thiết kế phải nói rất là chuẩn. Mình thích cái thiết kế như thế này tại vì nó nhỏ gọn và cũng như là nó đẹp mà theo kiểu như là đơn giản tinh tế thôi, chứ không phải theo cái kiểu như mà hầm hố quá. Đó. Các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này trong tầm giá 800 ngàn thì phải nói là quá tuyệt vời. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới video nhé. Nếu các bạn muốn theo dõi thêm những video khác của trên kênh Boss Gear thì các bạn có thể ấn vào video bên này trái hoặc là video bên tay phải màn hình đây. Ngoài ra thì các bạn đừng quên ấn subscribe kênh của mình và nhớ bấm chuông để theo dõi những video mới nhất trên kênh Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Đẹp vãi thiệt chứ.